Anh mới xây một căn nhà, thì bây giờ là anh muốn mua những cái đồ hiện đại nhất để đưa vô căn nhà đó. Ở đây có rất là nhiều đồ hiện đại, anh có thể đi lựa. Anh ơi, bên em đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt, mua một tặng một của anh. Mua một cái tivi tặng một cái tivi? Dạ không, mua một cái tivi tặng một cái remote. Tại em thấy mặt anh căng quá nên em giỡn cho vui thôi mà. Vui. Thiệt luôn, đi nguyên cái siêu thị này thấy cái bình bông đẹp. Chắc anh giỡn vui đi. Hả? Không có gì anh. Anh có thể coi lựa các sản phẩm bên em rồi có gì gọi em nha, em ở trong á. Dạ. Đàn ông hay đàn bà vậy trời? Chắc có duyên. Ê Như, bung đó hả? Ừ. Trời, trùng hợp quá vậy. Cuối tuần đi đâu chơi hả? Vô đây làm gì? Đi dạo thôi. Nhìn thấy cũng đẹp mà, không ai rủ đi chơi ta. Chắc là vô duyên lắm nè. Vô duyên gì mà vô duyên. Thật ra là cũng có người rủ tôi á, nhưng mà tôi không thích. Còn mấy người mà tôi muốn rủ á thì không biết rủ bằng cách nào. Thì rủ đại thôi, bây giờ nam nữ bình đẳng mà. Thích người ta thì nói rủ đi chơi, có vậy thôi à. Vậy thôi hả? Ừ. Nếu như là ông thì ông rủ sao? Nếu là tôi, đơn giản lắm. Tôi nhìn vô mắt người đó và tôi nói là: cuối tuần này anh có rảnh không? Đi ăn tối với em nha. Cuối tuần này anh có rảnh không? Đi ăn tối với em nhé. Bảo đảm không ai đi đâu bà nội à. Cái gì vậy? Cái mặt là sợ quá. Nhìn cho nó tình cảm vô coi, làm lại. Cuối tuần này anh có rảnh không? Đi ăn tối với em nha. Đó, tạm được. Nhưng mà về chịu khó luyện luyện thêm cái đi ha. Chưa được luôn hả? Chưa được. Mà nếu như mà tôi nói vậy rồi mà không tác dụng thì làm sao? Thì bà thể hiện năng khiếu mình đi. Giống như là hát hò thơ ca đồ. Ôi kỳ lắm, hát hò thơ ca tôi biết nói gì giờ. Chỉ tôi luôn đi. Hay đọc thơ đi. Tôi có hai câu này, tôi chỉ bà, bảo đảm bà đọc ra dính chắc luôn. Ánh mắt mình phải có hồn nha. Mình nhìn thẳng vào mắt nó và mình nói là: nếu có khi nào em ngỏ lời yêu anh nên đồng ý và xin đừng từ chối. Vậy nha anh. Chắc. Thử. Nếu có khi nào em ngỏ lời yêu anh nên từ chối và xin đừng đồng ý. Vậy nha. Bà lộn rồi, bà đọc lại giùm. Tự nhiên xin đừng. Ủa? Từ từ bình tĩnh, tôi hồi hộp quá. Nếu có khi nào em ngỏ lời yêu anh nên đồng ý và xin đừng từ chối. Cái câu đầu thì ok á, nhưng mà câu sau nó không có hồn. Bây giờ nè, bà nhìn thẳng vào mắt tôi giống như là tôi là nó đó, rồi bà nói: nếu có khi nào em ngỏ lời yêu anh nên đồng ý và xin đừng từ chối. Vậy nha anh. Dính chắc. Thiệt. Dính chưa? Ai biết đâu, đi nói nó đó, ai biết đâu tự nhiên hỏi dính chưa. Nhưng mà dính chắc, bảo đảm luôn. Nếu như bây giờ tôi nói tôi đọc thơ mà không có tác dụng nữa thì phải sao? Tôi dẹp quách cái thằng đó đi. Nó không có tình cảm, mà ngồi đọc thơ nó làm gì nữa, vô ích. Nhưng khi tôi thấy nó ngu thiệt á. Mà lỡ rồi, lỡ đi được tới được đoạn đường này rồi thì chỉ luôn đi. Còn cái gì nó sổ ra hết. Khó quá vậy. Sao bây giờ tôi còn cái chiêu cuối cùng. Này là chiêu đỉnh luôn nha. Cái này mà không được nữa thôi là tôi đi bằng đầu. Đi bằng đầu đúng không? Ừ, nhấn luôn á. Bà dẫn nó vô một cái quán cà phê thật lãng mạn. Đèn mờ cắm luôn. Tối thui càng tốt nữa. Chính giữa hai người là một ánh đèn cay. Lửa lấp lóe, lấp lóe, lấp lóe.
Bà nắm tay nó và bà nói, bà nhìn vào mắt nó, bà nói, em yêu anh. Ủa? Ủa cái gì vậy? Tự nhiên vô tắt đèn vậy?